tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Kết luận số 70 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị đánh giá, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là những năm gần đây, có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn còn hạn chế, bất cập. Một trong những hạn chế bất cập đó là sự liên kết hợp tác giữa các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã với nhau và với các loại hình kinh tế khác còn yếu. Vì vậy, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên, khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết trong thời gian tới. Chị Nguyễn Thị Hằng đã có 20 năm gắn bó với cây cà phê và các sản phẩm từ cà phê trên mảnh đất Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Như nhiều hộ dân sản xuất nhỏ lẻ khác trên địa bàn, chị và gia đình cũng từng lao đao khi cà phê được mùa thì mất giá và luôn trong tình trạng bị thương lái ép giá. Với mong muốn nâng cao chất lượng và tìm hiểu thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm cà phê của địa phương, góp phần giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống, chị Hằng đi học hỏi cách làm cà phê sạch, cà phê hữu cơ ở nhiều nơi, rồi về thành lập Hợp tác xã Nông sản Khe Xanh. Chị và 7 thành viên của Hợp tác xã liên kết với các hộ dân trong vùng, hướng dẫn bà con sản xuất theo phương pháp mới, đồng thời tổ chức bao tiêu, thu mua sản phẩm cho bà con với giá cả ổn định, phối hợp với các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt, kể từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, có tiềm năng đạt tiêu chuẩn 4 sao, sản phẩm của Hợp tác xã ngày càng được thị trường biết đến. Tôi đã đi tìm hiểu vòng quanh các cái thị trường cà phê, thì về tôi đã quyết định thành lập một cái hợp tác xã. Mục tiêu là làm cà phê sạch, cà phê hữu cơ. Thì được các thành viên tham gia và các cái bà con mà hộ nông dân ở gần ấy, họ chưa tham gia nhưng mà họ vẫn muốn là làm theo cái quy trình khép kín của mình phổ biến cho bà con ấy. Thông qua xã và qua huyện, qua tỉnh thì cũng được các cấp, các ngành quan tâm là cho đi các cái tham dự các cái cuộc hội chợ để đem cái sản phẩm của bà con làm ra, đem đến đấy mình giới thiệu sản phẩm. Thì sau các cái cuộc mình đi hội chợ chẳng hạn, thế thì cũng tìm kiếm được thêm khách hàng. Cây cà phê được xác định là một trong những loại cây chủ lực của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trước đây, quy mô sản xuất của người nông dân và các cơ sở kinh doanh, chế biến thường nhỏ, vốn ít nên khâu thu mua chế biến bảo quản thiếu đồng bộ. Việc tiêu thụ xuất khẩu cà phê yếu do thiếu sự liên kết với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Để khắc phục tình hình trên, thời gian qua, các tổ hợp tác xã cùng hội cà phê Khe Xanh được ra đời đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Nhận thức và hành động vì lợi ích của các hội viên và cộng đồng được nâng cao. Tiến bộ khoa học và công nghệ được tích cực áp dụng, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Sự liên kết, hợp tác cùng nhau phát triển thị trường cà phê được tăng cường chặt chẽ. Đặc biệt, sự liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã đối với các sản phẩm đầu ra của sản phẩm cũng được tích cực thực hiện thông qua việc xây dựng các sản phẩm OCOP. Qua xây dựng được cái sản phẩm OCOP ấy, thì cũng là có cái sự liên doanh, liên kết giữa hợp tác xã đối với các cái sản phẩm, các cái đầu ra của sản phẩm. Đặc biệt là các cái chuỗi, các cái siêu thị và kể cả các cái cửa hàng thì người ta có cái tin tưởng hơn trong cái vấn đề là đầu ra của sản phẩm. Thì ngoài cái chính sách thì hỗ trợ từ cái chương trình trung ương thì huyện là có cái chính sách hỗ trợ đối với các cái hộ và các hợp tác xã, các cái kể cả các cái tổ hợp tác trong cái vấn đề tạo ra sản phẩm á, thì mình hỗ trợ cái phần là đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa và cái xúc tiến để liên kết đối với các nhà bao tiêu sản phẩm để tạo ra được cái đầu ra ổn định. Tại tỉnh Hưng Yên, dưa lưới là một sản phẩm khá mới mẻ ở huyện Phủ Cừ nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung. Mô hình trồng dưa lưới cần có sự đầu tư lớn cả về tiền bạc lẫn kinh nghiệm, trình độ sản xuất. Do đó, khi quyết định đầu tư, Hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát đã liên kết với các thành viên trong và ngoài địa bàn tỉnh như Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Nhờ đó, sau 2 năm, từ diện tích ban đầu 3 hectare,
hợp tác xã này đã đủ khả năng mở rộng diện tích lên 5 hectare với đầy đủ hạ tầng cơ sở, nhà lưới và công nghệ sản xuất. Một trong những yếu tố tạo nên thành công này là sự chủ động và tích cực hợp tác, liên kết với các đơn vị, hợp tác xã có liên quan. Nếu không liên kết chặt chẽ và vẫn có cái tính chất là chỉ nghĩ cho riêng mình, đi một mình nhanh hơn ấy, thì rồi mọi người sẽ thấy là như thế nó không sẽ không bền vững, và tự thị trường rồi tự cái thực tế nó sẽ bắt mọi người phải có cái ý thức tốt hơn trong cái việc liên kết chặt chẽ, cũng như là mà nó mang cái tính chất là đồng đội đấy. Các hợp tác xã cũng nên nghiên cứu và quan tâm hơn đến những cái chính sách của nhà nước, và để mình tiếp cận được những cái chính sách ưu đãi tốt nhất của nhà nước dành cho các hợp tác xã. Và ngoài ra thì các hợp tác xã cũng nên tìm đến nhau và liên kết với nhau. Có thể là chưa chắc là liên kết để làm ra cái sản phẩm mà mình mong muốn, mà liên kết để tìm ra được những cái kinh nghiệm tốt để mình có cái hướng đi riêng cho mình. Xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hiện có 7 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác. Các hợp tác xã được thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động, có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, rõ ràng. Hiện xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bền vững dựa trên hợp đồng liên kết ổn định giữa hợp tác xã, tổ hợp tác với các doanh nghiệp thu mua. Nông sản, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy trình và chất lượng thống nhất giữa các bên. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Liên kết mà nó không được tốt, mà nó lỏng lẻo đó, chúng tôi rút ra một cái bài học kinh nghiệm, đó là thứ nhất là cái vai trò lãnh đạo của đảng và chính quyền địa phương là chưa có sự quan tâm đến bà con xã viên. Thứ hai nữa là bà con xã viên là chưa chủ động, và lãnh đạo của hợp tác xã chưa chủ động trong việc mà chỉ đạo các cái hoạt động điều hành của hợp tác xã của mình. Bởi vì theo cơ chế hiện nay thì đảng, lãnh đạo, nhà nước điều hành và các doanh nghiệp phải chủ động trong sản xuất kinh doanh là chính. Thế còn nhà nước chỉ hỗ trợ về cơ chế chính sách, hỗ trợ về vốn tín dụng, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về các cái truy xuất nguồn gốc hàng hóa, rồi chỉ dẫn địa lý, rồi bao bì sản phẩm. Còn cái việc chủ động vẫn là các đơn vị kinh tế tập thể, đó là họ sẽ phải chủ động trong việc sản xuất của mình. Lãnh đạo xã Hồng Nam cho biết thêm, kể từ khi địa phương tạo ra một sự liên kết chuỗi hàng hóa nói chung và liên kết với các xã viên hợp tác xã nói riêng, thì các hợp tác xã, tổ hợp tác tại địa phương đã ký được nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm vào các siêu thị, hội chợ và cả những tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên cả nước. Để tạo ra một sự liên kết chuỗi hàng hóa nói chung và liên kết với các xã viên hoặc xã nói riêng ấy, thì đối với đảng ủy chính quyền địa phương thì đã có rất nhiều cái cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ cho các xã viên hoặc các xã. Ví dụ như là đề nghị các cấp có thẩm quyền hàng năm ấy, là chúng tôi chuyển giao từ 3 đến 4 lần về chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ cho bà con mà bà con không phải bỏ kinh phí để làm. Thứ hai nữa là chúng tôi đề xuất với tỉnh và thành phố hỗ trợ một phần về cái nhãn hiệu hàng hóa, rồi sản phẩm truy xuất nguồn gốc, rồi là các cái vỏ bao bì để đóng gói tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Thế rồi phối hợp với chính quyền các cấp để tổ chức cái hội nghị xúc tiến thương mại kết nối cung cầu, tạo ra một cái nơi để cho các cái cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và trên thị trường thế giới về tiếp cận để mua sản xuất hàng hóa cho bà con. Thứ nữa là tỉnh và thành phố và xã đang rất quan tâm để xây dựng một cái trung tâm thương mại, tạo ra một cái trang web điện tử đối với cái sản phẩm nhãn Đồng Yên để tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Những câu chuyện ở Hướng Hóa, Phù Cử và Hưng Yên đã cho thấy việc thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua đây khẳng định tính đúng đắn mà phương hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 đã đề ra tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu, phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác. Đây là một trong các nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới để góp phần nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.